Alo, 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 alo. Chị Nini Creepy ơi, chị có thể làm về vụ án của cậu bé Harley Dilly được không? Cho dù vụ án này không man rợ, nhưng nó là một vụ án đầy cảm xúc. Em mong chị sẽ làm video về vụ án này. Em cảm ơn. Vì chiếc bình luận này rất dễ thương và lễ phép và mình cũng khá là tò mò chuyện gì đã xảy ra với cậu bé Harley, thế nên mình đã nhanh chóng tìm hiểu về vụ án này. Ban đầu thì nó chỉ là một vụ mất tích ít người biết đến, nhưng cuối cùng thì nó lại là một vụ án đau lòng. Và mình chắc chắn sau chiếc video này sẽ có khá nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm đấy. Vào thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2020, Harley Dilly, một thiếu niên 14 tuổi đã rời khỏi nhà ở Port Clinton, Ohio để đến trường trong ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Thế nhưng Harley đã không đến trường và cậu ấy cũng đã bị thông báo mất tích kể từ ngày hôm đó. Và phải đến gần một tháng sau thì người dân Ohio mới biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với cậu ấy. Harley J. Dilly sinh vào ngày 12 tháng 8 năm 2005 tại Fremont, Ohio. Có cha là Marcus và mẹ là Heather Dilly. Cả hai người đều khá là nghiêm khắc với cậu ấy, mặc dù Harley được chẩn đoán mắc chứng tăng động giảm chú ý và tự kỷ. Thế nhưng những người xung quanh lại nhận xét Harley là một cậu bé tốt bụng, hiền lành và có trái tim nhân hậu. Mỗi năm vào dịp Giáng sinh thì Harley rất thường xuyên đi làm tình nguyện và cái cách mà cậu ấy làm cũng rất là đặc biệt. Cậu ấy thích thả những đồng xu xuống đường khi đi dạo vì cậu ấy tin rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho những người nhặt được chúng. Khi chuyện xảy ra thì Harley Dilly đang là cậu học sinh năm nhất của một trường trung học trong thành phố. Harley có một vài người bạn thân thiết và cũng thích chơi thể thao, đam mê chơi game và đặc biệt là Harley có một trang YouTube riêng. Ở đó thì cậu ấy thường đăng tải những video chơi game và quay cả cuộc sống hàng ngày nữa. Thực tế là Harley không sống hòa thuận với bố mẹ của mình cho lắm khi giữa họ thường xuyên xảy ra những vụ cãi vã. Và mỗi lần như thế thì cậu ấy thường chạy sang nhà bạn và trốn lì ở đó. Có một lần, và chính xác là xảy ra hơn một tháng trước cái ngày định mệnh ấy, thì một cuộc tranh cãi nổ ra trong gia đình đến mức mà cảnh sát trật tự khu phố đã phải vào việc để kiềm chế lại sự tức giận của Harley. Rồi đến buổi sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2020 thì Harley đã nói với mẹ mình rằng cậu ấy không muốn đến trường. Cậu cảm thấy hơi mệt và muốn nằm nghỉ ở nhà. Thế nhưng người mẹ Heather mà mình đã đề cập trước đó là một người khá là nghiêm khắc với con trai, thế nên bà ấy vẫn một mực nói rằng Harley phải đến trường vào ngày hôm đó. Vì dù sao thì cũng chỉ cần học hết ngày hôm nay thì đã bước sang kỳ nghỉ lễ rồi. Trước sự kiên quyết của mẹ thì Harley mặc quần áo và rời khỏi nhà. Camera trên đường vào lúc 6 giờ 8 phút sáng đã ghi lại những hình ảnh cuối cùng của Harley lúc cậu ấy vẫn còn sống. Đêm ngày hôm đó thì Harley đã không trở về nhà. Tuy nhiên thì cha mẹ cậu thay vì báo cảnh sát thì họ lại đăng tin lên trang Facebook cá nhân và nói rằng con trai họ đã không trở về nhà. Trên thực tế là trong suốt ngày hôm thứ Sáu đó, nhà trường đã cố gắng liên lạc với bà Heather để thông báo rằng Harley đã không đến lớp, thế nhưng người mẹ này đã không đưa ra bất cứ một phản hồi nào cả. Trong đêm hôm đó và đêm tiếp theo, bậc phụ huynh này vẫn tham gia vào một bữa tiệc kéo dài cùng với bạn bè và chụp ảnh vui vẻ đăng lên Facebook cá nhân. Cho đến 11 giờ 50 phút đêm ngày 21 tháng 12, tức là gần 2 ngày sau, thì họ mới báo cảnh sát về việc con trai của họ đã mất tích. Dĩ nhiên thì lực lượng chức năng có hỏi rằng tại sao đến giờ họ mới báo cảnh sát về chuyện đó, thì hai người đó đã nói rằng vì Harley thường xuyên bỏ sang nhà bạn khi cãi nhau với bố mẹ và sẽ ở đó cả ngày. Thế nên họ đã tưởng rằng lần này cũng như những lần trước mà thôi. Điều tra thêm mới biết rằng vào vài ngày trước thì Harley đã làm hỏng điện thoại di động và yêu cầu được mua chiếc khác, thế nhưng cha mẹ của cậu ấy đã không đồng ý. Họ nói rằng cậu phải tự kiếm tiền nếu như muốn mua điện thoại di động mới. Điều này đã khiến Harley vô cùng kích động và một cuộc cãi lộn đã xảy ra. Sau đó thì cảnh sát đã đến nhà từng người bạn của Harley, thế nhưng không thu lại được dấu vết nào của cậu ấy. Vào 2 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 12 thì cảnh sát đã phát đi thông báo tìm kiếm trên toàn khu vực. Cảnh sát, đội cứu hộ và thậm chí là các thầy cô giáo ở trường trung học mà Harley đang theo học cũng đã vào cuộc. Nhiều người nói rằng cậu ấy đã bị bắt cóc, nhưng cũng nhiều người tin rằng Harley chỉ vì tức giận bố mẹ nên bỏ nhà đi mà thôi. Nhưng nếu như cậu ấy chỉ đơn giản là bỏ nhà đi thì cảnh sát chắc chắn đã tìm thấy cậu đâu đó ở trên đường. Vì dù sao thì lúc đó Harley cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi mà thôi. Nhiều ngày trôi qua, hy vọng tìm thấy Harley còn sống đang giảm dần. Bố mẹ của Harley Dilly lúc này mới thực sự hoảng sợ. Họ liên tục đăng tin lên Facebook cá nhân để cầu xin cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm con trai mình. Đến đầu tháng 1, tức là gần 2 tuần sau vụ mất tích, thì số tiền treo thưởng cho người cung cấp được thông tin của Harley đã lên đến 10.000 đô và sau đó là 20.000 đô. Rồi đến ngày 13 tháng 1, cảnh sát đã nhận được một tin nặc danh về một căn nhà hoang trong khu vực. Căn nhà này nằm trên con đường mà Harley đến trường và nó cũng gần với nơi cuối cùng Harley được ghi lại trên camera. Do căn nhà này đã bị bỏ hoang và nó cũng không có dấu hiệu đột nhập, thế nên cảnh sát đã bỏ qua nó trong quá trình tìm kiếm. Khi nhận được tin báo và ngay lập tức lục soát căn nhà thì cảnh sát đã tìm thấy Harley. Thế nhưng cậu bé lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Nhưng vấn đề là hiện trường ở đó lại vô cùng kỳ lạ.
thi thể của Harley được tìm thấy bên trong chiếc ống khói của ngôi nhà bỏ hoang. Giả thuyết được đặt ra thế này, quay trở lại thứ 6, cái ngày mà Harley đã vùng vằng với mẹ về chuyện không muốn đến trường, thì cậu ấy đã biết đây là một ngôi nhà bỏ hoang và định lẻn vào bên trong chờ đợi cho đến hết ngày. Tuy nhiên vì trời quá lạnh mà tất cả những lối vào và cửa sổ đều bị bịt kín, thế nên Harley đã trèo lên mái nhà và định tiếp cận bằng đường ống khói. Chiếc ống khói chỉ có kích thước 22x33cm và cậu bé cao 1m25 này nghĩ mình có thể chui lọt. Thế nhưng Harley đã bị mắc kẹt ở bên trong. Cậu ấy đã cố gắng cởi bỏ áo khoác, nhét chúng qua những chiếc lỗ nhỏ đục sẵn ở trên tường, thế nhưng cũng không cứu vãn được gì. Khi được tìm thấy thì thi thể đã đang trong quá trình phân hủy nặng. Pháp y cho rằng Harley đã chết vào đúng cái ngày mà cậu ấy mất tích. Sau sự kiện đau lòng ấy thì rất nhiều người đã khởi xướng đơn kiện chính cha mẹ của Harley Dilly về sự thiếu trách nhiệm của họ. Một vài người xem YouTube của Harley đã nói rằng vào ngày 19 tháng 12 là cái ngày nổ ra cuộc cãi vã về chiếc điện thoại hỏng thì cậu ấy đã bị cha mẹ đuổi khỏi nhà trong thời tiết tuyết rơi và không có nơi nào để đi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng chính những bậc phụ huynh là hung thủ, cáo buộc họ đã ra tay với Harley và đặt thi thể vào bên trong ống khói. Tuy nhiên điều này không được xác thực và vụ án cũng đã bị đóng lại. Đó là tất cả những thông tin mình kiếm được cho vụ án đau lòng của cậu bé Harley Dilly. Cho dù chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy đi chăng nữa thì mình cũng rất mong rằng Harley sẽ được an nghỉ trên thiên đàng. Vào ngày 11 tháng 1 năm 1902, Nora Fuller, 15 tuổi, đột nhiên mất tích sau khi tham gia một buổi phỏng vấn. Gần một tháng sau thì cô ấy được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang. Hello chào các bạn, lại là Nhi và những vụ án cũ đây. Hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án đã xảy ra từ rất là lâu rồi, mãi từ những năm đầu của thế kỷ 20 cơ. Đây là một vụ trọng án ly kỳ và vô cùng khó hiểu đến mức mà cho đến tận bây giờ là đã hơn một thế kỷ đã trôi qua, thì đôi lúc người dân San Francisco, Mỹ vẫn còn phải xì xào bàn tán về nó. Eleanor Palin, hay còn được người khác biết đến nhiều hơn với cái tên là Nora Fuller, sinh vào năm 1886 tại Trung Quốc. Cả cô và bố mẹ cô đều là người Mỹ, thế nhưng vì công việc của người cha nên họ đã chuyển đến Trung Quốc để sinh sống. Cha cô là ông Palin là một kỹ sư làm việc trên một con tàu hơi nước ở Trung Quốc. Và một đêm nọ thì người ta nhìn thấy ông ấy đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế gấp ở boong tàu. Thế nhưng khi một người khác quay trở lại để khuyên ông ấy nên đi vào phòng nghỉ thì ở đó chỉ còn lại chiếc ghế bị bỏ trống. Và ông Palin cũng đã mất tích vô cùng kỳ lạ kể từ đó. Một năm sau thì người vợ trở về Mỹ và tái hôn với một người đàn ông mang họ Fuller sống ở San Francisco. Đó cũng chính là họ mà cô con gái Nora mang sau này. Thế nhưng sau 7 năm thì một lần nữa cuộc hôn nhân của bà lại tan vỡ. Ông Fuller bỏ đi và để một mình bà nuôi dạy 4 đứa con nhỏ. Vào năm 1902, do hoàn cảnh gia đình quá là khó khăn nên Nora lúc đó 15 tuổi đã quyết định nghỉ học để đi làm phụ mẹ chăm sóc các em. Khi ấy thì gia đình đang sống tại số 1747 đường Fulton, ngày nay thuộc Cleveland, Ohio, nước Mỹ. Vào ngày 8 tháng 1 năm 1902 thì Nora bắt gặp trên báo một mẩu tin tuyển dụng rằng một gia đình đang tuyển một cô gái da trắng để chăm sóc em bé, được đảm bảo rằng đó là một gia đình tử tế và có lương hậu hĩnh. Bên dưới là địa chỉ để các ứng viên liên lạc. Nora ngay lập tức gửi thông tin đi và 3 ngày hôm sau là thứ Bảy, ngày 11 tháng 1 thì cô ấy nhận được một bưu phẩm nguyên văn như sau: gửi cô Fuller. Để biết được những thông tin khác thì cô vui lòng đến nhà hàng Popular, địa chỉ số 55 đường Gary ở San Francisco lúc 1 giờ chiều và hỏi ông John Bennett. Nếu cô không thể có mặt vào lúc 1 giờ thì hãy đến lúc 6 giờ chiều. Trân trọng, John Bennett. Người mẹ mà mình sẽ gọi là bà Fuller nhé, thì đã đưa con gái Nora đến địa điểm hẹn vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm đó. Khi đi thì Nora có mang theo tấm bưu thiếp mà ông John Bennett gửi. Khoảng 1 giờ sau khi người mẹ đã trở về nhà thì chuông điện thoại của bà Fuller đột nhiên đổ chuông và cậu con trai 12 tuổi đã nhấc máy. Đó là cuộc gọi từ Nora. Giọng của cô ấy có vẻ lo lắng và hơi có chút cáu kỉnh rằng ông chủ yêu cầu cô ở lại và làm việc ngay ngày hôm nay. Đó là nhà của ông Bennett, địa chỉ là số 1500 đường Gary. Cậu em trai đã nhắn với bà Fuller về lời nhắn của chị gái, nhưng bà Fuller đã yêu cầu Nora trở về nhà ngay lập tức vì lúc đó trời cũng đã rất là tối rồi. Thế nhưng trước khi cậu em kịp gửi lại lời nhắn của người mẹ đến Nora thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nora Fuller đã không về nhà vào đêm ngày hôm đó và vài hôm sau nữa. Vì quá là lo lắng nên bà Fuller đã báo cảnh sát. Địa điểm đầu tiên mà cảnh sát điều tra chính là nhà hàng Popular số 55 đường Gary. Ông chủ khi được thẩm vấn đã nói rằng vào 5 giờ 30 phút chiều ngày 11 tháng 1 thì có một người đàn ông tự xưng là John Bennett đến quầy lễ tân. Ông ta hỏi rằng có cô gái trẻ nào hỏi tìm mình không, và nếu như cô ta đến thì hãy nhắn cô ta đến bàn mà ông ấy đang ngồi. Thế nhưng cô gái ấy đã không bao giờ xuất hiện. Ông John sau khi đợi quá 6 giờ tối thì đã vô cùng sốt ruột và rời khỏi nhà hàng.
Ông John Bennett được miêu tả là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao 1m75 và nặng khoảng 80kg. Ông ta có một bộ ria mép màu nâu và ăn mặc khá là lịch sự. Nhưng một điều kỳ lạ như Nora đã nói trong cuộc điện thoại ngắn về nhà là địa chỉ nhà ông John Bennett là số 1500 đường Gallery. Nhưng địa chỉ đó thực ra lại chỉ là một bãi đất trống. Điều này càng dấy lên nghi ngờ về người đàn ông có tên là John Bennett. Quay trở lại 3 ngày trước khi Nora mất tích là ngày 8 tháng 1 năm 1902 thì có một người đàn ông tự xưng là C.B. Harkin đã gọi đến văn phòng bất động sản ở khu vực để tìm thuê ngôi nhà số 2211 ở đường Shutter. Khi ông Harkin đến văn phòng để nhận chìa khóa và ký hợp đồng thì người ta mới phát hiện ra rằng ngoại hình của ông Harkin giống y chang mô tả về ông John Bennett. Về ngôi nhà số 2211 đường Shutter, mặc dù đã được thuê lại nhưng nhiều ngày sau đó thì nó vẫn bị bỏ trống. Một tháng sau là ngày 8 tháng 2 năm 1902, tức là sau gần một tháng Nora mất tích, thì một nhân viên của công ty bất động sản đã được cử đến để xem xét tình trạng của ngôi nhà. Anh ta dùng chìa khóa mở cửa bước vào nhà nhưng lại không thấy bất cứ đồ đạc nào ở tầng dưới. Vậy nên anh ta tiếp tục lên tầng 2 và để ý thấy một cánh cửa đang khép hờ. Trong phòng thì anh ta đã giật mình khi thấy một xác chết khỏa thân của một cô gái trẻ trên giường. Bên cạnh là hai tấm ga trải giường chưa từng một lần được sử dụng và quần áo của nạn nhân thì bị ném lung tung dưới mặt sàn. Ở phòng bên cạnh là một chai rượu whisky đã gần cạn, không có thức ăn hay là bát đũa nào được tìm thấy bên trong ngôi nhà. Căn nhà cũng chưa từng được lắp đặt hệ thống nước hay là hệ thống điện gì cả. Nói chung là nó giống y chang như một ngôi nhà bị bỏ hoang vậy. Thi thể ngay sau đó được xác định chính là Nora Fuller, cô gái đang mất tích. Sau nhiều cuộc điều tra thì người ta đã khẳng định được rằng ông John Bennett và ông C.B. Harkin chính là một người. Sau đó thì cuộc điều tra tiếp tục vấp phải những bế tắc sau khi có thêm lời khai của Marsh Graham, một cô gái 17 tuổi và là bạn thân của Nora. Marsh nói rằng có vẻ như Nora đang trong một mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông lớn tuổi mà cô ấy thường gọi là Bennett. Nora thậm chí đã nhiều lần ép cô bạn thân phải gọi điện cho mẹ mình để xin phép cho họ đi nghe hát cùng với nhau. Thế nhưng thực tế đó chỉ là một cái cớ để Nora đi với người đàn ông lạ mặt mà không bị mẹ phát hiện. Hơn thế nữa, cô bạn này còn cho rằng đoạn tin nhắn đăng báo tìm người trông trẻ thực chất chỉ là một trò lừa đảo mà cô con gái Nora cùng với nhân tình của mình tạo ra để qua mắt bà Fuller. Có thể là họ muốn ở cùng với nhau qua đêm đó, thế nên mới dựng lên một lời nói dối công phu như vậy. Chỉ có một giả thiết hợp lý duy nhất cho vụ án này, đó chính là cô con gái Nora đã yêu hoặc là bị lừa bởi một người đàn ông mạo danh đã lấy tên John Bennett. Hắn đã gạ gẫm cô ấy đi qua đêm bằng cách đăng báo để đánh lừa người mẹ. Sau đó có thể là do một cuộc cãi vã bất ngờ hoặc là hắn đã có ý định ngay từ ban đầu nên hắn đã giết cô bé và sau đó bỏ trốn. Thế nhưng mà dĩ nhiên là người đã không còn và người đàn ông có tên là John Bennett hay là C.B. Hawkin gì đó cũng không bao giờ tìm được tung tích. Thế nên vụ án này hay ai mới là hung thủ thực sự giết Nora Fuller thì vẫn mãi mãi là một bí ẩn.